nó méo chút sao thế các bạn? Méo thì thành khổ đá méo. Thật là khổ đá méo. Để nó khổ rồi này. Xong. Em không cái lố. Mấy phần? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sủi nè. Khoảng 2 phần nè. Trừ lại cái đường 3 phần trên đây nha các bạn, đừng có sủi nha. Phần trên đây là cái miệng á, cái miệng nắp của cái thố. Rồi, mình sẽ kẽ nè các bạn. Lúc này nó trở lại cái phần ban đầu. Từ đây nè các bạn, bỏ nè. Bỏ sâu. Chúng ta sửa lại. Không. Sau đó các bạn đừng có đi cái hàng xéo này nha. Từ trên đây song song với cái đường này chúng ta đi tiếp một cái giống như vậy nữa. Hai hàng nè. Đúng không? Từ trên đây xuống ở đây thêm một hàng nữa. Cách một hàng mình đi một hàng. Rồi mình đi dọc vòng theo nó như vậy. Vòng hết hàng trên, hàng dưới, cách hàng đi hàng, cách hàng đi hàng. Đi theo một cái chiều của nó như vậy. Thẳng xuống. Nhanh mà. À thẳng xuống nào bạn. Từ đây ngược lại. Đâu khó. Vậy thôi đâu khó. Xem hoàn tất luôn nha. Các bạn muốn đẹp quá thì đi nó hơi bầu bầu chút thì nó đẹp, sâu trong rồi. Thẳng xuống nè. Từ đây các bạn hơi bầu bầu xuống. Thẳng ra xuống nha các bạn. Rồi xong các bạn. Dùng dao lớn hơn hoặc dao Thái Lan các bạn bẫy lên. Lấy rồi, bỏ lên. Rồi nè, tam giác tất cả tam giác xéo nhau à, giờ chúng ta đi. 2, 3